Mình là Quỳnh đây, và ngày hôm nay Quỳnh sẽ đóng vai một sinh viên năm nhất đang háo hức nhập học tại một ngôi trường nổi tiếng, đó chính là Đại học Yasan. Ta-da! Mình là một fan của Đà Lạt, mỗi năm đều phải đi vài lần để chữa lành. Mà chuyến đi lần này của mình sẽ hơi đặc biệt một chút, vì lần này mình sẽ tới một nơi mà có khả năng chữa lành định hướng cho các bạn 2K6 luôn ạ. Ai mà đang lan tăn, băn khoăn, vừa yêu Đà Lạt, vừa muốn học tập ở đây thì hãy xem Quỳnh tới cuối nha. Trường là thành viên của tập đoàn TTC, thành lập năm 2004, lấy tên bác sĩ Alexander John Emil Yasan làm tên trường. Vậy là tính tới nay, trường được 20 tuổi rồi đó. Trời ơi, mình không khỏi ngưỡng mộ các bạn sinh viên ở đây luôn, bởi vì được học tập tại một ngôi trường có bề dày thành tích, nhiều điểm nổi bật và được tận hưởng không khí vô cùng trong lành. Trường nổi tiếng là nơi đào tạo gắn liền với thực tiễn, kiến tạo môi trường học tập năng động, sáng tạo, chuẩn mực để Gen Z tự tin theo đuổi ước mơ, gặt hái thành công. Và bây giờ hãy cùng khám phá ngôi trường cực chill này và đóng vai một sinh viên của trường để biết được rằng lý do vì sao mà hơn 20.000 học sinh quyết định chọn nơi này để gửi gắm thanh xuân nhé. Các bạn sinh viên học đại học chỉ trong 3 năm giúp tiết kiệm đáng kể chi phí và tăng thêm cơ hội khi ra trường. Yasan Uni còn được các bạn sinh viên gọi là Happy University vì trường luôn đặt sinh viên ở trung tâm để đào tạo. Thầy cô luôn sẵn sàng tư vấn này, trường cũng có chính sách và học bổng siêu tốt. Phong trào sinh viên luôn dẫn đầu toàn quốc và có nhiều các câu lạc bộ học tập. Và hôm nay, đóng vai trò là một sinh viên năm nhất thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bạn sinh viên năm 3 để dẫn mình đi tham quan trường nhé. Xin chào Quang Huy. Chào bạn Quỳnh. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Quang Huy. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan trường Đại học Yasan Đà Lạt của chúng mình, coi có gì hấp dẫn. Trường đầu tư cơ sở vật chất hiện đại với giảng đường, các phòng thực hành đầy đủ, giúp các bạn tiếp cận với bài học tốt hơn và khơi dậy đam mê học hỏi của các bạn đó. Các bạn sinh viên của trường ngoài thực tập tại đây thì còn được học tại hơn 200 doanh nghiệp đối tác hàng đầu ngay từ năm nhất. Khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có 1 năm kinh nghiệm thực tập, làm việc tại vị trí tương đương. Ngoài ra, sinh viên nhiều ngành được trải nghiệm quốc tế tại các đất nước phát triển trong quá trình học như Nhật Bản, này, Hàn Quốc, Thái Lan. Sinh viên một số ngành được nhận lương từ 12 đến 20 triệu một tháng trong quá trình trải nghiệm học kỳ nước ngoài. Các bạn còn có cơ hội ở lại làm việc tại các quốc gia này sau khi thực tập xong nữa đó. Xin được giới thiệu với Quỳnh thì đây là những cái sản phẩm nghiên cứu đổi mới sáng tạo do các bạn sinh viên trường Đại học Yasan Đà Lạt nghiên cứu, điều chế và sản xuất ra. Và rất nhiều những cái sản phẩm trong đây thì các bạn đã đạt được những cái giải thưởng cấp trường, cấp tỉnh và thậm chí là cấp quốc gia. Wow, trời ơi, hâm mộ các bạn quá đi mất. Mọi người ơi, ở đây có một sản phẩm mình rất thích luôn. Mỹ phẩm này mọi người, sữa rửa mặt. Cái này là cũng do các bạn sinh viên của Yasan Uni làm ra đúng không? Trời ơi, hay quá mọi người ơi. Như vậy là mình thấy là Yasan Uni rất là chú trọng nghiên cứu khoa học này, đổi mới sáng tạo này. Bởi vậy nên đó là lý do mà các bạn sinh viên của mình có kiến thức, có kỹ năng và cơ hội khởi nghiệp từ sớm lắm luôn đó mọi người. Chào Hưng, ở đây là Quỳnh thấy là có một số sản phẩm rất là hay của mình, bột tảo xoắn này, cũng nằm trong mô hình đổi mới sáng tạo của mình đúng không? Mà Quỳnh biết hình như là sản phẩm này cũng đang vào cái vòng chung kết của cuộc thi Yasan Talent đúng không? Trời ơi, bây giờ bạn giới thiệu một chút cho mình và các bạn về sản phẩm này được không? Thì đây là sản phẩm bột tảo xoắn của bên em và nhóm chúng em sẽ lấy bột tảo xoắn làm sản phẩm chủ lực. Thì từ cái sản phẩm này chúng em sẽ phát triển ra những cái sản phẩm khác và để cho người tiêu dùng có thể dễ dàng sử dụng nhưng mà vẫn tốt cho sức khỏe. À, cái này là thuần là bột tảo xoắn. Dạ, đây là trà chanh vàng tảo xoắn luôn, healthy quá trời luôn này. Còn đây nữa là đây, đây. Đông trùng nuôi trên tảo xoắn. Ủa, đông trùng này nó khác gì với đông trùng bình thường ta? Thì đông trùng được nuôi trên quy trình tảo xoắn này đó sẽ được cho tảo xoắn vào trong quy trình nuôi luôn, là sẽ bổ sung thêm nhiều cái hoạt chất và nhiều cái chất dinh dưỡng từ tảo xoắn mà nó có. Vậy là chắc chắn là trong cuộc thi này á, thì Quỳnh nghĩ mô hình của các bạn sẽ đi rất là xa, hiện tại là đi xa tới vòng chung kết rồi đó. Và trong tương lai thì mô hình này sẽ nhân rộng ra ngoài thực tiễn để đến gần nhiều với khách hàng hơn đúng không nào? Rồi, cảm ơn Hưng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với khối ngành du lịch sự kiện. Đây là khối ngành nằm trong top 10 ngành dễ kiếm việc nhất, có thu nhập cao và xu hướng tương lai cũng là du lịch, nên là dự đoán ngành này sẽ siêu hot luôn đó mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thầy Lang, phó trưởng khoa phụ trách khoa du lịch. Và thầy ơi, bây giờ thì
em rất là muốn nghe thầy chia sẻ là ngành du lịch sự kiện của mình có gì nổi bật so với các trường khác, và các bạn Gen Z vào tại Yosan Uni thì cần có những yếu tố nào để phù hợp với ngành ạ? Xin chào Quỳnh, xin chào tất cả các bạn. Nếu mà nói về ngành du lịch của Đảo Giác Xanh Đà Lạt thì đây cũng là một trong những đơn vị mà thu khá đông sinh viên. Bởi vì thứ nhất là theo cái chương trình đào tạo chung của trường là các bạn chỉ học 3 năm thì lúc đó sẽ tiết kiệm được sinh hoạt phí rất nhiều. Và thứ hai nữa, khi mà học tại trường thì các bạn được đi thực tập doanh nghiệp rất là nhiều. Trong tổng thời gian học tại trường các bạn có 3 học kỳ doanh nghiệp. Và mỗi đợt các bạn đi là tầm khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Và thậm chí là có học kỳ doanh nghiệp tại Nhật Bản và một số nước nữa. Thì đối với học kỳ doanh nghiệp tại Nhật Bản là bạn đi với chi phí không đồng, được đào tạo tiếng Nhật miễn phí và qua đó làm việc là có lương nữa. Đó, nên do vậy mà các bạn rất muốn là khi mà học tại trường xong ra là có thể làm được việc liền, chứ không phải là lúc đó đi đào tạo lại. Đó. Và các bạn Gen Z bây giờ là muốn có nhu cầu học du lịch, là không yêu cầu nhiều, chỉ cần có đam mê, mong muốn được học tại môi trường Giác Xanh này thì các bạn đều đăng ký vào được. Như vậy em thấy là tại Giác Xanh Uni rất là tạo cơ hội cho các bạn để theo ngành luôn. Như vậy là chắc chắn các bạn ơi, những bạn nào yêu thích du lịch sự kiện thì hãy nhanh chóng đăng ký vào Giác Xanh Uni nha. Từ sau dịch Covid tới nay thì khối ngành sức khỏe bao gồm các khoa y, dược, điều dưỡng luôn được nhiều bạn trẻ quan tâm lựa chọn. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe, gia tăng chất lượng cuộc sống ngày càng nhiều hơn. Và đặc biệt, các bạn sinh viên ngành điều dưỡng tại Đại học Giác Xanh Đà Lạt luôn có cơ hội tham gia kỳ thực tập nước ngoài có lương đó mọi người. Quỳnh có đọc được một bài báo nói về các bạn khối ngành công nghệ có thể sở hữu mức lương lên tới 100 triệu và có thể làm remote ở bất cứ đâu. Bởi vậy ngành này lúc nào cũng hot với nhu cầu nhân lực ngày càng nhiều, nhưng mà lúc nào cũng thiếu đó cả nhà. Vậy thì ở đây những ai phù hợp với khối ngành 100 triệu giơ tay. Kinh tế hội nhập nên ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc có mặt ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh tế đối ngoại này, công nghệ thông tin cho tới ngành du lịch, quản lý nhà hàng khách sạn. Đây được xem là nhóm ngành dễ xin việc, có mức lương cao đó. Giới thiệu với Quỳnh, đây là khu vực vườn thực nghiệm của các bạn sinh viên khối ngành sinh học, thực phẩm, nông nghiệp, công nghệ cao. Các bạn được thực tiễn áp dụng những cái lý thuyết của mình vào cái việc trồng trọt những cái loại thực phẩm ở đây. Khối ngành sinh học, thực phẩm, nông nghiệp, công nghệ cao đúng không? Khối ngành này ban đầu nghe tên Quỳnh thấy nó hơi khô khan á. Nhưng mà cái tên thôi đó mọi người, chứ thực ra những chương trình bài học rất là thú vị luôn. Bên cạnh đó, sinh viên ngoài cơ hội thực tập để nghiên cứu tại doanh nghiệp thì những ngành này còn có tính ứng dụng rất là cao vào đời sống. Đây Quỳnh lấy ví dụ nha, như là đồ ăn này, thức uống này, trái cây, rau củ nếu như mà được trồng theo hướng công nghệ cao thì sẽ là xu hướng trong tương lai đó. Mà theo như Quỳnh quan sát từ nãy giờ nha mọi người, ngành này á, bên cạnh đó còn có phòng thực tập xịn này, giảng viên còn siêu cưng sinh viên luôn, nên chắc chắn vào đây là sẽ u mê không lối thoát. Cái này các bạn trồng trong bao lâu thì nó lên được cái cây lớn như thế này? Cây này chắc cũng gần được 2 tuần hơn rồi. Vậy là cũng nhanh đấy chứ, cũng tầm 2 tuần hơn thôi mà trồng theo phương pháp này mình thấy vừa sạch này mà ít sâu bệnh nữa. Giới thiệu với Quỳnh, đây là lớp học của khối ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và cơ điện tử của trường Đại học Giác Xanh. Trời ơi mọi người ơi, ở đâu mà trai đẹp không vậy nè trời. Nhưng mà thôi bình tĩnh, vô công việc chính của mình nè. Nếu như mà các bạn khối ngành tự nhiên nghĩ rằng là trường Đại học Giác Xanh Đà Lạt không dành cho mình thì sai rồi nha. Bởi vì Quỳnh thấy là trường dành rất nhiều đất diễn để các bạn học hỏi này, thực hành này, nghiên cứu về kỹ thuật ô tô, cơ điện tử đó. Thời đại làm kinh tế có khác, sinh viên khối ngành này luôn áp đảo về số lượng đó các bạn. Các bạn thấy không? Các bạn ấy không chỉ học giỏi mà còn làm kinh tế giỏi, có rất nhiều hoạt động năng nổ, nhiệt tình nữa cô. Các bạn biết mình mê gì ở Đà Lạt ngoài không khí ở đây không? Đó là kiến trúc kiểu Pháp của các ngôi nhà nơi này đó. Các bạn sinh viên ngành kiến trúc và thiết kế nội thất hẳn là tìm được rất nhiều ý tưởng và động lực sáng tạo khi học tập ở nơi đây đó mọi người. Cái sân
bóng này là một cái nơi diễn ra rất là nhiều những hoạt động thể dục thể thao của các bạn sinh viên. Siêu bự luôn á. Mà chắc là trường mình hay có mấy giải bóng rổ lắm đúng không? Rất là vui luôn đó mọi người. Mà từ nãy giờ tham quan là Quỳnh thấy á, trường Đại học Giác Xanh Đà Lạt không có thời gian để mọi người có thể buồn chán luôn. Bởi vì có quá trời câu lạc bộ để các bạn tham gia. Mà lỡ mà không tham gia chắc là cũng sẽ bị hội bạn kéo vô để tham gia các hoạt động và sự kiện của trường. Cho nên là Đại học Giác Xanh lúc nào cũng dẫn đầu phong trào sinh viên toàn quốc là thế đó. Với mục tiêu đào tạo công dân toàn cầu sẵn sàng cho kỷ nguyên 4.0, các bạn sinh viên khi ra trường đều tự tin sở hữu kiến thức, kỹ năng, thái độ ASK để có thể tiếp tục nghiên cứu, thực hành nghề nghiệp ở bất cứ đâu. Ngày hôm nay, đoàn sinh viên với mình đến đây thôi nha. Cảm ơn Huy rất là nhiều bởi vì đã dắt Quỳnh đi tham quan một vòng trường rất là thú vị. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi tới đây. Hẹn gặp lại tại Đại học Giác Xanh Đà Lạt nhé. Bye bye!